Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bà con đi rừng mới về được một dẻ hạt cực kỳ khủng luôn nhé mọi người. Và dẻ hạt này có nguồn gốc xuất xứ là từ vùng rừng Đắk Lây của tỉnh Kon Tum. Thì bà con mới đi bóc về trong chiều hôm nay luôn, và em quay clip luôn cho nóng hổi nhé mọi người. Đó, và đây là một dẻ lá mít nhé mọi người. Đó, thì mọi người nhìn sơ qua cái phần lá của nó thì có thể thấy là đây là một dẻ lá mít rất là to luôn, to tròn. Đó. Và mọi người lưu ý là cái hàng lá mít là cái loại cực kỳ hiếm luôn nha. Cái dòng dẻ hạt lá thương thì rất là nhiều, tuy nhiên để kiếm được một cái dòng lá mít mà khỏe đẹp như vậy thì là cực kỳ hiếm. Cả năm thì đôi khi chỉ gặp được một vài lần thôi, và nói chung mỗi lần lên clip thì các bác anh chị chốt rất là nhanh. Đó, thì cái này là một cái dê gồm hai thân luôn. Cái dê này khá là đặc biệt, nó là một dê đây nhé mọi người. Tuy nhiên mọi người về thích đó, thì có thể là chia ra làm hai dê. Đó, đây thì là hai thân tơ đây, nó mọc ra đây. Thì về mọi người có thể ví dụ giữ lại một thân tơ làm giống, còn một thân tơ chúng ta tặng cho anh em bạn bè cũng được nữa, hoặc là biếu sếp cũng được nha. Thì các bác anh chị mua một dê này thì về chúng ta được coi như là hai dê lá mít luôn. Đó, thì đối với cái dòng lá mít này thì cái giá nó cũng không hề rẻ nha mọi người. Và em báo giá luôn, và cái dê lá mít này có giá là 4,5 triệu nha. 4,5 triệu cho một cái dê. Nói chung là 4,5 triệu thì cũng không phải là cái giá quá cao đâu mọi người. Thì mọi người có thể tưởng tượng là một cái dê vậy nè. Cái dê đây thì nó giống như là nó hai dê luôn. Đó. Bình thường một cái dê ở đây thì em bán 3 triệu thì nó bay rất là nhanh. Đó, còn cái dê ở đây thì chắc bán 2,5 triệu gì đó. Nên là em nghĩ cái giá là 4,5 triệu nó cũng không quá cao đâu. Đó, rồi, giới thiệu sơ qua về cái dê này thì bây giờ em sẽ bắt đầu đếm cái thân da trước nha. Một thân da nè. Những cái thân da ở đây thì mọi người về hoàn toàn có thể kích kỳ nha. Đó, thân da khỏe mạnh, to mập. Hai thân da nè, thân da đây thì nó bị gập ngay đây. Thân da không ảnh hưởng gì đâu nha. Ba thân da nè, rất là dài. Bốn thân da nè, năm cái thân da, đó, năm thân da rất to khỏe, ngoài ra còn có một số dê nhỏ nhỏ nữa. Rồi, còn cái lá nó đây. Đó. Cái đặc biệt nhất là cái phần thân nha. Phần thân rất là cứng cáp khỏe mạnh luôn. Đó, cứng to mập. Lá đây. Lá đúng chuẩn lá mít rừng Đắk Lây Kon Tum luôn nha mọi người. Đó. Và cái hàng cực hiếm này thì nói chung là các bác nào mua thì chốt thật nhanh nhé. Và mọi người lưu ý mua giờ này thì chuyển khoản trước giúp em nha. Giờ này em không ship code nè. Rồi. Đây là một cái dê lá bình thường nha mọi người. Thì em sẽ đặt ở bên cạnh cái lá mít để cho mọi người thấy cái độ lớn của cái dê lá mít nha. Đó, mọi người thấy khủng khiếp không? Lá to dã man không? Đó, đây, đặt bên cạnh cái lá mít nè. Nhìn giống như là muối bỏ bể luôn mọi người. Đây là dê lá bình thường nha, chứ không phải lá nhỏ đâu. Đó, lá bình thường đó, đặt cạnh dê lá mít nè. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ quay kỹ cái thân tơ nó nha. Thân tơ nguyên vẹn từ đầu tới cuối. Nói chung bà con người ta đi đợt này về giữ gìn được cái dê này rất là đã luôn. Ngọn đây mọi người. Đó. Thắt ngọn rồi nha. Bên đây. Rồi, và tất cả thân da đều nguyên si nhé mọi người, nguyên si từ trên rừng về tới nhà luôn. Em không có cắt đi hay bỏ đi bất cứ một cái thân da nào để đảm bảo cái độ nguyên vẹn của nguyên cái dê lan này cho mọi người. Tức là hàng từ trên rừng sau là về để y chang vậy luôn. Đó, rồi bây giờ bắt đầu em đo cái bảng lá cho mọi người xem nha. Rồi đây. Lá tầm 6cm nha mọi người. Mặt lá này tầm cỡ 11cm nha. Đó, tròn to rất là đã, đúng chuẩn lá mít luôn. Đó. Và cái thân này nè mọi người, thân nhìn nó tím chấm nè, tím chấm đã không? Đó. Nói chung là nó rất là đẹp. Không có gì để chê cả mọi người. Đó. Rồi hàng VIP nha mọi người. Rồi, mặt sau để em lật mặt sau nha. Nói chung cái hàng lá mít mọi người nhìn mặt trước đã rồi, nhìn từ mặt sau nó còn đã hơn nữa. À, nhìn lá đã không mọi người. Ồ, lá kìa. Cái gì ở đây nó thiệt, em có điều kiện em giữ lại làm giống luôn. Chứ không bán đâu nhé mọi người.
Rồi về qua bếp luôn. Nói chung cái dê này xứng đáng để em quay một cái clip riêng nữa mọi người. Thường thường thì em hay bán chung lắm, nhưng mà cái dê đây em thấy nó quá đẹp luôn, xứng đáng làm riêng một cái clip. Rồi giá 4,5 triệu nha mọi người, cho các bác anh chị nào chốt nhanh. Hàng lá nó cũng rất là dày nha. Đó, lá rất là dày. Rồi giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Và cái này thì các bác anh chị mua thì chuyển khoản trước giúp em. Ngày mai cuối tuần thì mọi người có thể ghé vào các chỗ như Viettel hoặc ví dụ các bác mà không có tài khoản ngân hàng online có thể ghé vào các chỗ như Viettel hoặc Thế Giới Di Động. Đọc tên và số điện thoại em là chuyển khoản được rồi. Đó. Thì nếu bác nào muốn gửi xe thì em có thể hỗ trợ gửi xe một số nơi, ví dụ như là Sài Gòn nè, Huế nè, Đà Nẵng nè, Quy Nhơn đó, Đắk Lắk đó. Đắk Lắk tức là phải cái thành phố Buôn Ma Thuột của Đắk Lắk á thì mới gửi xe được nha. Còn không thì sẽ gửi qua đường bưu điện cho các bác. Rồi xin cảm ơn mọi người nha. Và quên để em đo cái độ dài của cái thân tơ chứ. 50 tầm 75, thân này thì 75 cm nha mọi người. Thân tơ dài này, thân tơ dài thì tầm chắc cũng cỡ 90 cm, hơn 90 cm, rất là dài, tha hồ mà kích kỳ nha mọi người. Rồi xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo.